Đây, mình thách các bạn có thể ấn được nút like và nút đăng ký bằng cái ngón này đấy. Và mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. Và làm được thì nhớ comment ID xuống bên dưới, mình còn còn các bạn thì sao nhở? Thẻ vô cực từ mùa 1 đến mùa 29, các bạn thích nhất thẻ vô cực mùa nào? Hiện tại mình đang một thử thách siêu siêu khó dành cho các bạn đây. Mình thách các bạn có thể ấn được nút like và nút đăng ký bằng cái nắm đấm. Bạn làm mà làm được thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. Mình ấy thì thích nhất bộ thẻ vô cực mùa 1, nó vừa đẹp vừa hiếm, còn các bạn thì sao nhở? Comment cho mình và các bạn cùng biết nhá. Và đây là kết quả 3 bạn may mắn nhất đã like và đăng ký kênh mình ở video trước. Những bạn có ID trên thì vào game chích xem kim cương về chơi nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số độ nhạy bắn one shot trên Underjoy và Ion S cho mọi người tham khảo nha. Ta mà hiện tại nút like và đăng ký của mình bị khóa rồi. Nếu bạn nào mà ấn được nút like và đăng ký trong 3 giây thì mình sẽ tặng các bạn 230 kim cương nhé. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký. Bây giờ chúng ta cùng xem thôi nào. Ông chủ Edit ngừng đọc thời gian trong Free Fire. Và hiện tại mình đang một thử thách siêu siêu khó dành cho bạn đây. Hiện tại nút like và nút đăng ký của mình đã bị khóa rồi. Nếu như mà trong vòng 3 giây bạn nào có thể ấn được nút like và nút đăng ký ấy, thì mình sẽ dành tặng cho các bạn một món quà siêu bất ngờ luôn. 3, 2, 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem luôn nào. Để xem video ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái gì đây. À, đứng im hết kìa, giống như kiểu bị lag các bạn nhỏ. Tại sao ông này có thể làm được như vậy ta? Khớp từng chi tiết luôn các bạn ạ. Mà xa vậy ông cũng kia đầu được giỏi chứ. Uầy. Ngày hôm nay mình đi kênh thế giới thì gặp được 3 bạn này. Bất ngờ 2 bạn nữ bật mic lên và trao cho mình những lời yêu thương. Mắt gáy rồi sao? Không là tôi chữ dữ lắm á. Thôi thì mình thoát đội nhường lại sân khấu để cho các bạn thể hiện. Mình tham gia một kênh thế giới khác thì trường hợp tương tự lại xảy ra. Nếu cứ mất thì cút luôn. Mưu tầm mưu, xúc vật tầm xúc vật. Lần này thì mình quyết định đi ghép ngẫu nhiên. Mình cứ ngỡ là gánh được team nhưng ai ngờ team mình đã thất bại liên tiếp 3 trận. Sau những sự cố gắng không ngừng nghỉ, team mình đã lật kèo lên 3 đều. Round cuối cùng mình sẽ tập trung vào bắn để gánh đồng đội lấy kim bo ra. Hiện tại team bạn chỉ còn một người cuối cùng nữa mà thôi. Trong pha này bạn nào nghĩ mình hàng ngục được thằng địch kia thì ấn đăng ký. Bạn nào nghĩ đồng đội của mình ăn được kill này thì ấn like. Và mình sẽ tặng một phần quà bất ngờ cho bạn nào vừa ấn like vừa ấn đăng ký. Mấy xu huynh mà đang cần kiếm hàng uy tín thì đừng quên ghé vô tiểu sử của sư đệ nha.